trí xảy ra tai nạn. Nạn nhân thứ nhất là chủ nhà bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu nhưng mà tạm thời qua cơn nguy kịch rồi. Bên trong vẫn còn nạn nhân khác nhưng mà đã tử vong. Chào chị. Chào cô. Anh Ngọc khỏe chưa chị? Ông khỏe rồi. Tôi xin giới thiệu với chị, tôi là Thanh Mai, thuộc đội trọng án. Tôi tới đây để xin anh chị một số thông tin. Thì cô cứ hỏi đi, có gì biết thì tôi trả lời. Anh tài xế bị mất, anh ta có người thân gì không hả chị? Anh ta có vợ, đang sống ở ngoài vùng ven á. Vậy tại sao anh ta lại ở trong nhà? Cậu ta là có cái nhiệm vụ là đưa đón con bé con của tôi đi học. Mà do là nhà xa quá nên đó là từ thứ hai cho đến thứ sáu á là cậu ta sẽ ở trên nhà tôi, thì chiều thứ sáu á thì cậu ta sẽ về với vợ. Tôi có thể vào trong hỏi anh thêm một số thông tin được không? Ông nhà tôi tỉnh rồi đó, cô vào nói chuyện với ổng đi. Xin lỗi tôi làm phiền anh một chút được không? Mời cô ngồi. Chào anh, tôi là Thanh Mai thuộc đội điều tra trọng án. Tôi tới đây để xin anh thêm một số thông tin. Được. Cô muốn hỏi gì á, cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời. Cô này là... Đó là Phụng, cháu gái tôi, cũng người trong nhà không à. Cô an tâm, cô cứ hỏi. Anh cảm thấy khỏe trong người chưa? Cảm ơn cô, tôi khỏe rồi, mặc dù cũng còn hơi ê chút. Vậy anh có nhớ những chuyện đã xảy ra trong đêm hôm đó hay không? Tôi nhớ chứ, nhớ như in trong đầu tôi. Thì giống tiếng kim loại. Tôi mới bước xuống giường, tôi đi ra ngoài coi sao. Chắc là nhà mình có trộm rồi. Xong tới tài xế á thì nó nằm chết dưới đất rồi. Tôi hoảng quá, tôi bụng miệng, tôi không dám la lớn. Tôi tính bỏ chạy thì bị tiếng nói khó khăn, tôi bị đánh như đầu. Sau đó thì tôi bất tỉnh, tôi không còn biết gì hết. Mở mắt ra thì tôi thấy tôi nằm đây rồi. Vậy trong lúc vật lộn, ông có phát hiện ra đặc điểm nhận dạng nào, ví dụ như là hình xăm, vết sẹo hay là một điều gì đó? Nói thiệt với cô, chứ lúc đó thì tôi chỉ biết lo chạy thoát thân giữ cái mạng mình thôi. Tôi đâu để ý mấy chuyện đó đâu cô. Thôi được rồi, hiện tại tôi cũng không có câu hỏi nào thêm. Anh nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh nhiều. Thank you.
Đây chính là vết thương chí mạng dẫn tới việc anh Nguyễn Văn Tới mất máu cấp mà chết. Dựa vào chiều dài và độ rộng của vết thương, có thể khẳng định hung khí là một vật sắt, khả năng cao là dao. Như vậy không phải là cây xà beng mà chúng ta thu được tại hiện trường. Rồi cốc cao lên giết nó cho tao. Rồi Nam. Mẹ ăn bài cái gì đó, ăn gì cho nó giết 13 đó đó. Tạm mày. Tạm đè. Chầu này là không có thiếu nữa đâu nha. Bữa giờ thiếu nhiều lắm rồi đó. Ủa, bộ bà sợ tôi quịch bà hay gì mà bà cứ nhắc hoài vậy? Tôi chỉ sợ là đứt vốn, dẹp quán luôn giờ nè. Thầy ơi, yên tâm đi đừng có lo. Bữa nay kết sổ cho tụi tôi đi rồi có gì tôi bo thêm cho. Dạ, sợp dữ he. Thì phải vậy chứ. Chứ không mấy bà khi dễ tụi tôi thì sao? Thôi đi chỗ khác để tao quýnh đi. Rồi heo có không? Đi. Bạn Chính à, ăn gà. Ủa em trai, em dạ. Muốn gì? Cho em đi trà đường nha. Rồi rồi, chờ chị mày. Xíu nha. Dạ. Bỏ luôn. Không chơi đâu. Làm gì có. Bỏ qua đi. Hay á mày, hay đè mày. Đây đây. Bỏ luôn, tới luôn anh đây. Hay lắm. Chết tao, lỡ mày. Heo, đến mày, đến. Đây đây đây. Không coi. Mấy đứa, vô làm. Giờ nay mà còn ngồi đây quên bài. Anh ơi, lỡ dở chơi hết ván này đi rồi vô làm sao? Ê, đi. Biết rồi. Thôi nghỉ. Vô làm, chiều nhậu. Ê, ván này tụi bay thua tao nha. Tụi ăn chơi mất hứng thiệt chứ. Cửa này chắc bữa nào tao lụm quá. Vậy mày. Vô. Ủa? Chưa tính tiền. Hồi nãy nó tính tiền rồi bò gì đâu. Chị sổ đó bà chủ. Trời ơi. Nước nè em. Dạ cảm ơn chị. Đang coi ngon lành mất hứng ghê á. Lo gì, mấy ông này á ngày nào cũng ghé đây gầy sòng hết trơn á, đánh bạc ăn tiền mà có bữa ha đánh một cả triệu một ván rồi đó. Thiệt hả chị? Ừ. Trời ghê vậy. Lương cho hộ nhiêu tháng mà chơi dữ vậy? Chị cũng không biết nữa. Mà lúc nào trong túi ổng cũng rủng rỉnh tiền hết trơn á. Thank you.
đúng rồi, chuột đầu thóc ngoạn mục, chút xíu nữa bị tóm cổ à mày. Hay quá, chuyện chưa có xong đâu, mày cứ để y ghế có ngày á. Tôi đã điều tra được cậu thanh niên này tên là Thành. Trước đây thì nợ nần đủ kiểu, nhưng dạo gần đây thì có rất nhiều tiền, dạn xài rất phung phí. Chỉ tiếc là lúc mà tôi theo dõi đã bị hắn cắt đuôi. Biết được chỗ làm của hắn thì không lo gì. Điều quan trọng là ta tìm được hai tên còn lại để tính trộn ổ. Thanh Mai thì sao? Với lời khai của vợ chồng ông Ngọc thì không có gì khả nghi cả. Nhưng mà tôi thấy có một điểm hơi lạ. Lạ sao? Bà Bích là vợ của ông Ngọc, một người rất thích đi từ thiện. Suy ra bà ta rất có trái tim và biết yêu thương. Cậu Tới là tài xế của nhà bà ta, ít nhiều thì cũng có mối quan hệ với bà ta chứ. Khi cậu Tới mất, tại sao bà ta không hỏi han hay là tội nghiệp cậu Tới? Tôi đang thắc mắc về mục đích từ thiện của bà Bích. Theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thì anh Tới mất là do tác động bởi một vật sắt, và cụ thể hơn đó chính là con dao. Nhưng đến thời điểm này thì có một điều rất là lạ. Lạ gì? Tại sao bây giờ người nhà vẫn chưa tới nhận thi thể của anh Tới? Tôi có ba giả thuyết. Thứ nhất, anh Nguyễn Dương Tới mất từ hung khí gây án là vật sắt, cụ thể là con dao. Suy ra được với con dao này, hung thủ và nạn nhân phải tiếp cận với nhau một cự ly rất là gần. Ngay điểm này tôi có thể suy ra là người nhà nạn nhân được không? Anh Ngọc bị tấn công, hung khí gây án lại là vật tày, cụ thể là xà beng. Cự ly khá là xa so với lại con dao. Tại sao trong cùng một vụ án mà hai hung khí? Đây là một điểm bất thường. Thứ hai, tại sao tới thời điểm này người nhà của anh Nguyễn Nhân Tới vẫn chưa tới nhận xác? Và điểm cuối cùng, tại sao trong đêm gây án camera nhà ông Ngọc lại bị cắt? Không thể nào trùng hợp như vậy được. Tổng cả ba giả thuyết, tôi chắc chắn cậu Tới là đồng phạm. Muốn biết rõ tất cả mọi chuyện thì kia kìa, Tới tiệp chị Phương và anh Tới. Đó. Không chịu dọn dẹp bực bội gì đâu á. Đập nè, nè nè, ở này nè. Dạ xin lỗi, xin lỗi. Dạ dạ không sao anh. Trời ơi, cái gì mà đồ quan tâm lắm vậy anh? Dạ không sao, không sao. Ủa anh tới đây kiếm phòng hả? Còn con này, con này, không này nè, không này nè. À dạ không, tôi tới tôi tìm bạn của mình. À, anh cho tôi hỏi, vợ chồng anh tới ở đây đúng không anh? À, nó ở phòng này nè. Dạ. Ô, đi đâu hay sao tôi thấy khóa cửa vậy? Tụi nó đi tụi nó bỏ đồ đạc quăng tùm lum la nè, không có nói tiếng nào á, bực cái bội gì đâu á. Mà nhiều khi chắc đi đâu đó vài ngày về thôi đúng không?
Ừ. Ủa mà anh là ai vậy ta? Tôi là bạn của vợ chồng anh tới. Dạ. Ơ nhưng mà vợ anh đi lâu chưa anh? Đi cách đây 2 ngày rồi. Đi khóa cửa rồi đó, đồ đạc để trong phòng không có dọn dẹp gì đó. Tôi phải dọn dẹp nè. Bực bội à. À, có khi nào là chỉ có việc đi đâu đó vài ngày rồi về không anh? Phải đâu. Cái ông xe ôm này nè, ông chở nó ra bến xe rồi ông hỏi nó chừng nào lên. Nó nói nó về luôn rồi. Dạ. Anh bạn đó hả? Đi về quê kiếm nó. Tôi vô à, bực bội à. À dạ. Cảm ơn anh ha. Hỏi cảm ơn. Cậu, cậu thấy trong người sao rồi? Ủa, con mợ con đâu? Dạ, mợ bệnh, con thấy vậy cho nên kêu mợ ở nhà thì con sẽ đón cậu. Chắc là mợ con á, rầu lo, rồi suy nghĩ tiếc của, rồi sanh bệnh. À, số tiền lớn, lại là tài sản dành dùng cả đời, mợ tiếc cũng phải. Thì cậu cũng tiếc mà, nhưng mà có làm gì được đâu. Bây giờ chỉ có nước là cầu mong các chú công an vô cuộc nhanh chóng để tìm ra bọn tội phạm này mới thu hồi tài sản lại thôi, biết sao vậy. Cùng nè. Dạ. Sẵn đây á, cậu cũng cảm ơn con nha. Cảm ơn con là cũng nhờ con mấy ngày nay á, chạy qua chạy lại phụ hợ. Chứ bây giờ gia đình rối ren quá, đâu có ai lo nghĩ được gì đâu con. Dạ có gì đâu cậu, mình là bà con mà. Nhắc bà con mới nhớ, gần tới 100 ngày mất của mẹ con chưa? Ờ, dạ cũng sắp rồi cậu. Ờ, nhanh thiệt. Mới đây là tới 100 ngày mất của mẹ con rồi. Thôi, con người ai cũng có số hết. Phần nữa mẹ con cũng ung thư giai đoạn cuối. Bây giờ có bao nhiêu tiền cũng đâu thể chữa khỏi được con. Cảm ơn. Dạ. Còn cái này là trà sữa cho chị. Em nghĩ là chị thích trà sữa. Trà sữa. Em có biết là nếu một người phụ nữ nạp quá lượng đường vào cơ thể có thể dẫn đến bị lão hóa da. Em thấy chị chưa đủ già. Nhưng mà em thích người lớn tuổi. Ừ. Nếu em thích người lớn tuổi, Thanh Mai lớn tuổi hơn em đó. Sếp. Ừ. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, em sẽ mua 2 ly trà sữa. Được chưa? Cố chấp. Bộ anh đang suy nghĩ gì hả? Theo như em báo cáo về Phụng, anh đang sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ thì thấy có nhiều điểm lạ. Phụng có vấn đề. Chắc chắn. Em cũng thấy như anh. Anh Kiên có báo cáo gì? Vợ của anh Tới đã bỏ khỏi nơi cư trú cách đây 2 ngày rồi. Sự mất tích của vợ Tới trong thời điểm này rõ ràng là có vấn đề. Bây giờ tình hình căng lắm nha. 3 mạng rồi đó. Với lại cái bữa trước á, công an là theo dõi tụi tôi ở quán cà phê nữa. Tôi thấy bây giờ là mình càng chuồn sớm càng tốt. Sao biết giấu đi hay vậy? Tất cả những cái vật dụng trong cái gian bếp này đều bị bắt bụi, chứng tỏ là trong một khoảng thời gian dài không có người sử dụng. Trời đất ơi, sao xỉn về nhà ngủ đi mà. Sao không vậy? Trời đất ơi, ăn nhậu chị.